Thầy hỏi là chúng ta đã sẵn sàng cho việc học chưa ạ? Rồi ạ. Trước khi vào bài học thì có một cái số vấn đề thầy giáo nói là các con đừng nghĩ rằng là học sinh giỏi là cái gì ghê gớm nhất. Vì khi mình được học ấy, thì mình cũng sẽ làm được bài. Còn nếu mình được học mà mình không học thì phải chịu, kể cả dễ cũng không làm được. Đúng không ạ? Đó là cái việc đương nhiên. Thế cho nên là thầy giáo giới thiệu cái chuyên đề này là dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 và 9 đều có thể học được. Đấy, dành cho cơ sở. Thì cho nên chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của thầy là chúng ta sẽ làm sao ạ? À, chúng ta không phải ghi cái phần lý thuyết này, chúng ta sẽ nghe thầy giáo nói. Nghe thầy giáo nói thôi nhé. À, về cái phần lý thuyết này thầy giáo sẽ gửi lại lên trên nhóm cho ta hoặc cái đường link ở trên trang website của thầy có. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với chuyên đề số chính phương. Thì thứ nhất là định nghĩa số chính phương hay còn gọi là số hình vuông. Các con biết số hình vuông là như nào nhỉ? À, cái số hình vuông là hình vuông thì là cạnh nhân cạnh không? Diện tích hình vuông ạ. Diện tích hình vuông thì là cạnh nhân cạnh. Thế còn số chính phương là có một số bình phương bằng chính nó. Ví dụ chẳng hạn là chúng ta đã có nói đến số 9 ngay trên màn hình ạ. Số 9 là số chính phương bởi vì nó có một số bình phương bằng chính nó là số 3. Thì các bạn có thể lấy thành một ví dụ là một số chính phương quân nhỉ. À, ví dụ như số 4 này là số chính phương này vì là 2 bình phương bằng chính nó, số 9 là 3 bình phương, 100 là 10 bình phương này. Chúng ta có số 81 chẳng hạn, vân vân, đúng không? Cái tính chất của nó là một số chính phương được gọi là số chính phương chẵn nếu nó là bình phương của một số chẵn đương nhiên, và là số chính phương lẻ nếu nó là bình phương của một số lẻ. Đấy, số 9 đấy chẳng hạn, số 9 là số chính phương lẻ này vì nó là bình phương của một số lẻ đó. À, số 100 là số chẵn thì nó là bình phương của số chẵn chưa? Đấy, đương nhiên rồi ạ. Chúng ta nghe và hiểu nội dung nhé, này sau này chúng ta sẽ sử dụng các cái tính chất tiếp theo ạ. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Ví dụ tận cùng là số 0 chẳng hạn thì bình phương là 0 ạ. Hoặc tận cùng là 1 thì 1 x 1 là 1. Tận cùng là 2 thì 2 x 2 là mấy ạ? Là 4. Tận cùng là 5 thì 5 x 5 là 25 chưa? Tận cùng là 6, 6 x 6 là 36, viết 6 ạ. Người ta quan tâm đến chữ số tận cùng là chữ số tận cùng nhé. Ví dụ là một số, tôi lấy ví dụ là số 56 chẳng hạn. Anh em nhé. Ví dụ chúng ta có số 56 đi. Thì đúng là 56 bình phương sẽ phải có tận cùng là số mấy ạ? Số 6 à? Đúng chưa? Bởi vì số 6 bình phương là 36 thì viết 6 nhớ 3 không? Tận cùng sẽ là số 6. Đấy, ví dụ vậy. Tận cùng của nó có thể là số 9 nữa. Ví dụ là 7 bình phương này thì nhớ 49 nào? Viết 9 nhớ 4. Hay là 3 bình phương là 9. Những số chính phương chỉ có số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9 nhá. Như vậy thì các số còn lại không phải là số chính phương có tận cùng, là trừ đi là còn 2, 3, 7, 8. Đấy là tính chất của nó nhé. Cái này không gì ghê gớm đâu. Nếu chúng ta thử ý, mình viết ra là biết ngay ấy mà. Các con có hiểu gì chỗ này chưa? Tôi nói những cái tính chất đầu tiên các con đã hiểu chưa? Rồi ạ. Ok. Tiếp theo, khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. Đây là tính chất của nó. Và số chính phương, tiếp theo ạ, số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng là 4N nhá. À, 4N và 4N cộng 1, còn lại nó không phải là số chính phương ạ. Ví dụ chiết cho 4 là dư 0, dư 1, dư 2, dư 3 thì cái dạng là 4N cộng 2, 4N cộng 3 không phải là số chính phương. Không có số chính phương nào có dạng này. Để chúng ta nhớ cái tính chất của nó như vậy và được coi là công thức nhé. Tiếp theo ạ, số chính phương. Số chính phương chỉ có thể có dạng là 3N và 3N cộng 1 chia 3, chia cho 3 và chia 3 dư 1, chia cho 4 và chia 4 dư 1, còn lại không phải là số chính phương. Ví dụ là 3N cộng 2. Các bạn mở thấy đây nó có 3N cộng 3 không? Đương nhiên là không đấy ạ. Chia cho 3 làm sao dư 3 được, dư 3 là chết ngay. Và số chính phương có tận cùng bằng 1, 4 hoặc 9 thì chữ số hàng chục, cái này rất hay. À, đấy, tận cùng này là 1, 4 hoặc 9 thì chữ số hàng chục của nó sẽ là chữ số chẵn ạ. Số chính phương có tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2. À, chúng ta sẽ để ý những cái tính chất này thêm. Đấy, các con về đọc và tìm hiểu thêm nhé. Tôi sẽ chuyển cái nội dung này trên nhóm của chúng ta để ta ghi chép sau. À, một số cái quy luật đơn giản, ví dụ như là tất cả các số chính phương có thể viết thành dãy tổng của các số lẻ tăng dần 1, 1, từ 1 nhá, 1 cộng 3, có phải là 1 cộng 3 là 4 nào? Là thành 2 bình phương, 1 cộng 3 cộng 5 là 9 này. 9 là 3 bình phương chưa? 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7.
Đấy, thì nó sẽ được là bao nhiêu ạ? 16 là 4 bình phương chưa? Như vậy, một số chính phương có thể viết dưới dạng tổng các số lẻ. Đấy, đây là một cái chúng ta phát hiện ra rất hay. Ví dụ đây 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 9 nha. Là 25 không? Thành 5 mũ 2 chưa? Cái này là 4 mũ 2 không? Cái này là 3 mũ 2 không? Đấy, cái bàn tay của thầy giáo đang chỉ hướng đến đấy. Chúng ta sẽ xét đến với bài tập đầu tiên. Là cái dạng thứ nhất là chứng minh một số là số chính phương. À, chúng ta biết rằng một số chính phương là số bình phương bằng chính nó. Bài số 1 là chứng minh. Bài số 1 là chứng minh rằng mọi số nguyên xy thì cái biểu thức A này là một số chính phương. Thế thì để chứng minh được nó là một số chính phương thì cái đích của chúng ta là ta phải chỉ ra cái biểu thức A ấy. Nó sẽ viết tới dạng bình phương của một biểu thức. Biểu thức đó là một số nguyên thì nó sẽ là số chính phương. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn chỉ ra là số 9 là số chính phương bởi vì chúng ta biết rằng là số 9 là 3 bình phương nên ta khẳng định là số 9 là số chính phương. Đúng không nào? Thế thì để cho cái biểu thức A này là một số chính phương thì thầy trò chúng ta phải viết nó dưới dạng một biểu thức B bình phương thì A sẽ là số chính phương này. Đúng không? Nhìn cái bài tập này thì có vẻ rất là ghê gớm nhưng thực ra không có gì khó khăn cả. Đó, các tình yêu của thầy bình tĩnh nhé. Đó. Vì sao nó không khó khăn? Bởi vì chúng ta nhận thấy là ở cái bài toán này gợi ý cho chúng ta là sử dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để nhóm không? Thì cái kỹ thuật này bằng cách là sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ thì nó dạy chúng ta thôi. Thì các bạn có khoảng thời gian là 1 phút rưỡi thử tư duy của mình đưa cái đa thức A này về dạng tích cho thầy đã sang thế nào. Cho 2 phút nha, 2 phút tư duy cho mình. Thầy nhắc lại là chúng ta sẽ đưa A về dưới dạng bình phương của một biểu thức nào đó. Thì bây giờ đưa A về thành tích cho thầy đi. 2 phút suy nghĩ bắt đầu ạ. Vâng ạ. Tôi xin nói lại một lần nữa các nội dung của bài số 1 là người ta phải chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên xy thì cái biểu thức A này là một số chính phương. Như vậy ta phải viết A dưới dạng B bình phương thì A sẽ là số chính phương thôi. Ví dụ số 9 này vì sao là số chính phương ạ? Vì chúng ta đã chỉ ra rằng ba bình phương có một số bình phương bằng chính nó cho nên số 9 là số chính phương. Như vậy chúng ta phải viết A dưới dạng bình phương. Thì các bạn nhìn thấy cho thầy cái biểu thức ở đây. X cộng y này nhân x cộng 2y nhân x cộng 3y nhân x cộng 4y. Thì người ta thêm với y thôi, nó là cái dạng quen thuộc chúng ta quan tâm đến hệ số của y. Đầu tiên là 1 nhé, chuột thầy giáo đang chỉ đấy ạ. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì thầy giáo đã dạy các con kỹ thuật là chúng ta nhóm để sao cho cái tổng hệ số sẽ bằng nhau. Như vậy là 1 cộng 4 là 5 và 2 cộng 3 là 5. Như vậy chúng ta sẽ nhóm nhân tử thứ nhất vì thứ tư, thứ hai vì thứ ba. Đúng không anh em? Là chúng ta sẽ bắt đầu làm. Ta sẽ suy ra. À, chúng ta sẽ nhóm x cộng y nhân với x cộng 4y nhân với x cộng 2y nhân với x cộng 3y và cộng với y mũ 4. Rồi. Thì các bạn sẽ nhân nhẩm cùng với thầy luôn để chúng ta ra kết quả, chúng ta không biết nó quá dài nhé. Đó, suy ra A bằng này. Các bạn nhân cho thầy nào. X nhân x là x bình phương. Làm theo như thầy nhé. Đi thi được chấp nhận cái lời giải như vậy ạ. X nhân 4y là được 4xy. 1y nhân x là được 1xy nữa. Như vậy 4xy cộng với 1xy thì được là 5xy. Ta cộng luôn mà. 5xy thì nó là đơn thức đồng dạng. Cộng với y nhân 4y là được 4y bình phương. Tiếp tục cái tích tiếp theo. Chúng ta cũng nhân tương tự như vậy. Thì ta sẽ có là x nhân x là x bình phương. X nhân 3 là được 3xy cộng với 2y nhân x là 2xy nữa. 2y cộng 3xy là 5xy. Cộng với 2y nhân 3y là 6y bình phương. Đó, nó gọn rồi. Cộng với y mũ 4. Thì các bạn, đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay cái việc là cái thằng x bình cộng 5y nó giống nhau ạ. Chúng ta có thể đặt ẩn phụ nhất trí. Đây là một phương án. Nhưng thầy thì thường là thầy sẽ làm như này nó nhanh hơn này. Các bạn vẫn đặt cái x bình cộng 5y là ẩn phụ là được nhé. Nhưng thầy đó sẽ mách chúng ta một cái chiêu này nhanh hơn. Cái thằng 4y bình và 6y bình thì nó có trung bình cộng của nó là 5y bình. Thầy đó sẽ tạo ra cái số ở giữa. Từ đó nó sẽ sinh ra ngay hẳn thức số 3. Nó sẽ làm nhanh hơn rất nhiều so với việc mình làm phép nhân. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đây. Thầy đó sẽ nhìn, các con sẽ nhìn thấy ngay là đặt này. X bình cộng 5xy cộng với 5y bình đó, bằng t. Thì từ đó thầy giáo sẽ suy ra A bằng
Các bạn lưu ý cho thầy nhé. T thầy đặt là x bình cộng 5xy nhé. 5xy ạ. Mà nó cộng với 5y bình. Nhưng đầu bài chúng ta ở trên này chỉ có 4y bình thôi. Thì đã phải trừ đi y bình để giả lại đề bài đúng không? Thì đã sẽ trừ đi y bình ạ. Thế là nó còn 4y bình chưa ạ? À, như vậy là t trừ y bình chính là x bình cộng 5xy cộng 4y bình không? Vậy 5y trừ y bình còn 4y bình. Tương tự như vậy, chỗ này là chúng ta sẽ có là t cộng với y bởi y bình, bởi vì là t đã có 5y bình rồi thì cộng thêm y bình nữa thôi. Chúng ta sẽ có tiếp là t cộng với y bình phương. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó sinh ra ngay hằng thức số 3. Chúng ta sẽ nhân rất nhanh luôn và không cần phải làm nhiều ạ. Từ đó mình suy ra sử dụng tính chất của hằng thức nha. Số 3 là ta được t bình phương trừ đi y bình phương, tất cả bình phương là y mũ 4, lại cộng với y mũ 4 nữa và thu gọn chỉ còn là t bình phương. Từ đó chúng ta suy ra a sẽ bằng t là cái gì nhỉ? T là x bình cộng 5xy cộng 5y bình, tất cả bình phương. Rồi, nó có phải là số chính phương không? Bây giờ mình chỉ cần kiểm tra cái biểu thức ở bên trong ngoặc, thì đó là gạch chân màu xanh, xem nó có phải là số nguyên không, chúng ta biết ngay. Chúng ta sẽ giải thích thôi. Vì xy thuộc z cho nên cái biểu thức này cũng là thuộc z rồi, đúng không? Vì xy thuộc z cho nên chúng ta suy ra bình phương của một số nguyên ta cũng được một số nguyên này, cộng với tích của các số nguyên ta cũng được một số nguyên này, cộng với tích của số nguyên với bình phương số nguyên vẫn là số nguyên, thì nó vẫn là một số gì ạ? Số nguyên, nó thuộc z. Do đó a là số chính phương. Có bạn nói vì sao thầy ra đây ạ? Bởi vì nó là một số chính phương, bởi vì chúng ta đã có một số bình phương bằng chính nó và đây là một số nguyên rồi, đúng không? Được chưa? Và ta kết luận thôi. Vậy a là số chính phương. Mở ngoặc điều phải chứng minh. Và thầy đã vừa chữa xong cái bài số 1. Mời các con có ai có ý kiến gì không? Không ạ. Vâng. Chúng ta cứ xem và chữa, học nâng cao, vì thầy đã sẽ dành thời gian một chút để chúng ta vừa chữa bài và vừa ngắm nghía lại những cái nội dung chúng ta học, đặc biệt từ những cái bài đầu tiên. Các bạn nhận thấy là chúng ta đã chuyển được ngay cái biểu thức ban đầu về dưới dạng bình phương, thì nó chính là một số chính phương, vì nó có một số bình phương bằng chính nó cho nên a là số chính phương, đúng không? Và lưu ý là các bạn hay thường quên cái ý này nhé, là mình phải chỉ ra cái biểu thức ở bên trong ngoặc á, nó phải là một số nguyên, thấy chưa? Nhiều bạn viết từ đây cái lập tức kết luận ngay nó là số nguyên chưa, nó là số chính phương chưa hợp lý, mà mình phải chỉ thêm một chút nữa là cái biểu thức bên trong ngoặc là một số nguyên, cho nên bình phương của nó là cũng là một số nguyên, do đó a là một số chính phương. Vì số chính phương là một số bình phương bằng chính nó cơ, nó mới gọi là số chính phương. Đấy, anh em ạ. Khi chúng ta đọc cái đề bài này là chứng minh tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng một luôn là một số chính phương, thì chúng ta phải biểu diễn bốn số tự nhiên liên tiếp đi đã để mình hình dung được cái bài toán, đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt vấn đề vào bài toán này đó à, mình gọi này bốn số tự nhiên liên tiếp, bốn số tự nhiên liên tiếp là đầu tiên là n này, xong rồi đến n cộng 1 này, xong rồi đến n cộng 2 này, xong rồi đến n cộng 3 này, là bốn số rồi, đúng không? Bốn số tự nhiên liên tiếp, và như vậy là n phải thuộc tập hợp số tự nhiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh, chúng ta sẽ xét cái này, đúng không? Ta đi xét a, ta đi xét đi. Một cái biểu thức a đi sẽ bằng tích của bốn số tự nhiên liên tiếp, đúng không? A là n này, nhân n cộng 1 này, nhân n cộng 2 này, nhân n cộng 3 này, và còn cộng 1 nữa,
là một số chính phương đúng không? Như vậy nó tương tự như bài 1 thầy giáo vừa dẫn dắt đây, chúng ta sẽ chuyển cái bài toán này viết nó dưới dạng gì ạ? À? Các tình yêu nhỉ? Bình phương của một biểu thức. Đó. Nếu chúng ta viết được nó dưới dạng b bình phương thì ta sẽ suy ra ngay a là số chính phương. Đúng không? Đấy, mình vừa học cái bài trước. Như vậy đích của mình cũng rất đơn giản, thậm chí cái bài này tôi nghĩ là nó còn dễ hơn cả các bài lúc đầu bởi vì nó còn gọn hơn rất nhiều. Thì các bạn sẽ có 2 phút để tư duy cho bài tập giải nhanh của mình ra nhá. 2 phút bắt đầu. Bao nhiêu người làm ra được ạ? À, vâng, đã có 2, 3, 4, 5, 6. Rất tốt. 6 bạn rất nhanh. Thì khen đấy, như vậy là có gì ghê gớm không? 7 người thôi. Vâng ạ, rất tốt ạ. Đấy là khoảng thời gian 2 phút đúng không? Còn nếu cho chúng ta thêm thì chắc chắn phải có nhiều người nữa. Sau đây thầy trò chúng ta sẽ đến với phần lời giải nhé. Thì chúng ta xét A bằng như vậy đi, chúng ta tiếp tục mình bằng tiếp ạ. Và đương nhiên chúng ta sẽ nhóm thôi, đúng không? Mình nhóm thế nào ạ? Mình nhóm này hệ số là n cộng 0, n cộng 1, n cộng 2, n cộng 3. Mình nhóm sao cho tổng hệ số tự do bằng nhau. Thì 0 cộng 3 là 3, 1 cộng 2 là 3. Như vậy mình cũng sẽ nhóm nhân tử thứ nhất với thứ tư, nhân tử thứ hai với thứ ba, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhóm ạ. N nhân n cộng 3. N cộng 1 nhân N cộng 2 cộng 1, được. Mình sẽ nhóm, thầy giáo sẽ gạch chân một chút xíu để chúng ta sẽ quan sát được tốt hơn. Từ đó mình sẽ có A bằng N nhân N cộng 3 này được N bình cộng 3N. Rồi. Tiếp tục N nhân N là N bình phương, đúng không anh em? N nhân 2 là 2N cộng 1 nhân N là 1N là 3N. Và 1 nhân 2 là 2, như vậy mình được N bình cộng 3N cộng 2, rồi cộng 1. Thì chúng ta xem cái phương pháp của thầy là thầy giáo sẽ dùng trung bình cộng của hệ số để tạo ra hằng thức số 3. Thì ở đây là 3 n bình cộng 3 n cộng 0 nhé. Đây là n bình cộng 3 n cộng 2 thì 0 và 2 thì trung bình cộng của nó là 1, đúng không? Thì thầy giáo sẽ đặt t, thầy sẽ đặt t. Còn các con đặt là n bình cộng 3 n bằng t cũng được nhé, vẫn ra đấy ạ. Vâng. Nhưng mà cái mỗi một người có cái mẹo làm để làm sao nó nhanh nhất có thể. Thì đã đặt là cộng 1 đi bằng t. Đấy anh em ạ. Thế thì từ đó thì đã sẽ suy ra A sẽ bằng, A là cái biểu thức trong ngoặc đầu tiên là n bình cộng 3n, không? Thì t của chúng ta là cộng 1 thì tôi ghi là từ t trừ 1, đúng không? T trừ 1 nhân t cộng 1. Đấy các bạn nhìn thấy chưa ạ? T của thầy nhá. Đó, là cái này. Thì đáo cộng 1 phát là nó ra cộng 2 luôn. Và thì đáo trừ đi 1 cái nó ra ngay cái đầu tiên thôi. Đấy, chuột thầy đáo đang chỉ đấy. Cộng với 1. Và chúng ta được ngay cái tích đầu tiên là hằng thức số 3. Chúng ta tính rất nhanh luôn. Đỡ phải nhân làm gì cả. T bình trừ 1 cộng 1 và bằng T bình phương. Quá đẹp luôn anh em. Chết cái bà rồi. Đúng không? Thế thì T bằng A bằng T bình, từ đó ta sẽ suy ra A sẽ bằng, thay lại là được N bình cộng 3N cộng 1 bình phương. Tốt rồi. Đấy, như vậy là A đã viết được dưới dạng là bình phương rồi. Vì là N là một số tự nhiên thì bình phương của một số tự nhiên là một số tự nhiên. Tích của hai số tự nhiên ra được một số tự nhiên và cộng với 1 cũng là một số tự nhiên. Và chúng ta sẽ giải thích tiếp. Vì N thuộc tập hợp số tự nhiên, từ đó chúng ta sẽ suy ra N bình phương cộng 3N cộng 1 cũng phải là số tự nhiên. Do đó A là số chính phương. Được chưa? Bây giờ mình còn kết luận thôi. Vậy tích của 4 số tự nhiên liên tiếp, tự nhiên liên tiếp rồi cộng 1, đúng không? Là một số chính phương. Mở ngoặc điều phải chứng minh. Các tình yêu của thầy chữa vào đi ạ. Và còn chỗ nào chưa hiểu chúng ta sẽ hỏi lại thầy ạ.
Chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo là bài số 3 là cho biểu thức S bằng 1 nhân 2 nhân 3 cộng 2 nhân 3 nhân 4 nhân chấm chấm đến K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2. Đấy, chứng minh rằng 4 lần S cộng 1 là một số chính phương với K là một số tự nhiên. Nhìn cái bài này nó là 4 lần S cộng 1 này. Nó kiểu kiểu giống cái bài 2 tích của 4 số tự nhiên liên tiếp đúng không? Nhưng mà liệu nó phải thế không thì chúng ta sẽ thử rà soát nhanh. Và nhìn vào cái đầu bài này chúng ta phân tích này, chắc chắn cái biểu thức S này mình phải thu gọn. Nếu mình không thu gọn, nhìn thấy nó dài dằng dặc này thì làm sao mình biết nó bằng bao nhiêu được? Đúng không? Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải biết thu gọn cái biểu thức S này. Và bài toán nó đã có quy luật nhé, K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2. Thì các con phải đi thu gọn lại cái biểu thức S này. Đây là một dãy số có quy luật. Hãy tìm cách thu gọn lại S. Thầy giáo sẽ dành cho chúng ta 2 phút để tư duy ra cách rút gọn được S nhé. 2 phút bắt đầu. Thế thời gian suy nghĩ các bạn đã rút gọn được ra chưa ạ? Rút gọn được ra cái biểu thức S chưa? Nó có quy luật như thế nào đối với K? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Thế thì ở đây này, thì nó sẽ quan sát vào cái biểu thức S nhé. S bằng 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 4 cộng 3 x 4 x 5 vân vân. Thế thì chúng ta có một cái bài là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1. Thì ở từ cái này tôi sẽ tạo ra được 4 số tự nhiên liên tiếp thành tích của nó nhé. Các bạn cùng theo dõi này. Tôi sẽ tạo ra bằng cách thêm bớt như sau này. Tôi sẽ có nhé. Để cái bài giải nhé. Mình viết tắt thôi. Nó sẽ có này. K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2. Bây giờ tiến lên một chút nữa là nó sẽ là K cộng 3 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là K cộng 3. Nhưng mà đang thừa. Đúng không ạ? Đang thừa. Thừa là gì ạ? Thừa K. Đúng không? Ở đây chúng ta đang có là K cộng 3 nhé. Thừa K đúng không? Thì thầy đó lại trừ đi. Tạo ra một số tự nhiên liên tiếp là K cộng 3 là tăng lên rồi. Chứ nhưng mà còn phải giảm đi ạ. Giảm đi là giảm đi K trừ 1 nữa. Các bạn là sao thầy lại nghĩ ra hai cái số này nhỉ? Các bạn nhìn cho thầy nhé. Tại sao thầy đó lại nghĩ ra là K cộng 3 và K trừ 1? Cái này nó rất đơn giản. Chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn là màn hình cho thầy, cái bàn tay thầy đang chỉ nha, K này nhân K cộng 1 nhân K cộng 2, nếu nó tăng dần là K cộng 3 không? Thế còn nếu mà liên tiếp nó giảm xuống thì còn là K trừ 1 nữa chưa? Có đúng không ạ? Có hiểu ý chỗ này chưa nào? Đấy nhá, tăng dần là K này nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 nhân K cộng 3, thầy đang nghĩ đến K cộng 3. Thế còn bớt nó đi thì bớt như nào cho hợp lý ạ? Bớt đi K trừ 1 để là K trừ 1 đằng trước nhé. Thì là K trừ 1 nhân K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 nó cũng là 4 số liên tiếp không? Đấy là như vậy ạ. Như vậy ở đây thì chúng ta về K là chúng ta đã thử xong. Về số ạ, 3 trừ đi âm 1 là thành cộng 1, 3 cộng 1 là 4, đang thừa 4 đúng không? Thì thầy ta sẽ nhân với 1 phần 4. Đấy. Tới giờ phút này các tình yêu của thầy đã nhìn được cái biểu thức này chưa ạ? Cái thằng màu vàng này chúng ta đã vừa thêm bớt ở đây. Cái lý do mà tại sao thầy giáo lại nghĩ ra hai con số này, thầy giáo chuyển cái bài toán lại về cái bài toán quen bằng cách là K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 thì phải nhân với K cộng 3. Thì bớt đi như nào cho hợp lý, thì bớt đi K trừ 1 để ghép vào đây nó cũng thành một quy luật là 4 số tự nhiên liên tiếp. Được chưa? Từ đó chúng ta sẽ áp dụng là mình nhân nó ra. Nhân nhá. Nhân này. À, đây là cả cái tích này chúng ta sẽ nhân. Thầy giáo khoanh màu đỏ nó nhân vào đây. Nhân vào đây. Chưa? Sẽ bằng 1 phần 4 K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 và nhân với K cộng 3. Thì các bạn đã nhìn thấy ngay nó thành ngay 4 số tự nhiên liên tiếp nữa. Xong lại trừ đi K trừ 1, 1 phần 4 nữa nhé, 1 phần 4 K trừ 1 nhân K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2. Như vậy nó cũng hình thành được 4 số liên tiếp tăng dần chưa? Đấy, tích của 4 số nhá. Thế thì từ cái bài toán này, như vậy từ tích của 3 số ban đầu này
Đấy, từ ba số ban đầu này tôi đã tạo được ra thành hiệu của hai biểu thức này. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có như sau này. Như đang có số 1/4 này rất xấu, đúng không? Số 1/4 này rất xấu. Thì thầy đó sẽ làm như thế nào? Thì thầy nào cứ để đấy đã nhá. Cứ để luôn đấy đi. Sử dụng biến đổi vội quá thì nó hơi khó hiểu. Thế thì tí nữa thầy nó sẽ viết nha. Như vậy chúng ta sẽ có nhá. Bây giờ chúng ta hiểu như thế này nè. Chúng ta sẽ có là 1 x 2 x 3, đúng không? Nhá, một chút cho chúng ta hiểu nha. Thì nó chính là bằng, tôi sẽ viết cái thằng hiệu trước, xong đến thằng cộng sau nhá. Thằng này là viết trước này. Thằng là số 1, thằng hệ số là dương là 1/4 là viết sau nhá. Thì nó sẽ là 0. K của chúng ta là 1 ở đây không? Chúng ta đánh dấu 1 nhá. Thì là 1 trừ 1 này là không không? Nhân với cả 1 cộng 1 là nhân với 1 này, nhân với 1 cộng 2 này, là nhân với 3 này. Đấy, lại cộng với 1/4 nhân với 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Đấy, các bạn đã nhìn thấy quy luật chưa? Ví dụ thầy giáo có cái tích là 2 nhân 3 nhân 4 nhá, thì nó chính là bằng 1/4 của cái số đằng trước, số 2 này là số 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4, và cái số đằng sau số 2 nữa thì nó sẽ là, đây là trừ nhá, và cộng với 1/4 nhân 3 nhân 4 nhân 5. Hai nữa, có số 2 nữa mà, đúng không? Đấy, số 2 là trung tâm. 2 trừ 1 thì được 1 đằng trước à? Được chưa? Đây là k trừ 1 này nhân k cộng 1 nhân k cộng 2 này. Ở đây là k này. Nhân k cộng 1 nhân k cộng 2 nhân k cộng 3 nhé. Như vậy là nếu mà chúng ta sẽ có như sau này. Như vậy tôi sẽ chốt lại cái công thức ở trên này cho chúng ta hiểu nha. Từ đó mình suy ra cái tích này là k nhân k cộng 1 nhân k cộng 2. Đó, thì nó sẽ bằng bằng gì ạ? Các bạn nhỉ? Nó sẽ bằng gì nào? Cái tích này này thì nó khử đi số 4 này này. Bằng 1/4 nhá. K này nhân K cộng 1 này, nhân K cộng 2 này, nhân K cộng 3 này, trừ K cộng 1 này, trừ K trừ 1 này. Viết lại theo đúng cái chiều tăng dần nhé, để chúng ta nhìn mà tí nữa mình rút gọn cho nó nhanh ạ. Sẽ bằng âm 1/4 K trừ 1 nhân K cộng 1 nhân K cộng 2, rồi cộng với 1/4 K nhân k cộng 1 nhân k cộng 2 nhân với k cộng 3 nữa. Được chưa? Cái chỗ này nó hơi lằng nhằng chút rồi, tôi sẽ quay trở lại và giúp bọn cho nó nhìn, ta nhìn thấy dễ hơn chưa? Đấy. Đây cái tích ban đầu nha, tôi thêm bớt đến 1/4. Được chưa nào? Đấy, và sẽ viết được nó dưới dạng hiệu này. Thế thì từ đó suy ra S. Từ đó suy ra S ạ. Cái tích ban đầu là 1 x 2 x 3 nhá. Đúng không? 1 x 2 x 3 này. Đấy. Thế thì ở đây nó sẽ thay bằng này là âm 1/4 chưa? Và k bắt đầu đến từ 1, nhưng thế phải là k trừ 1 là 1 trừ 1 chưa? Là trừ đi 1/4 nhân 1 trừ 1 đúng không? Là 0 nhân 1 nhân 2 nhân 3 lại cộng với 1/4 nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 lại trừ đi 1/4 của gì? 2 đúng không? Đây là cặp bộ đầu tiên nhá. Bộ đầu tiên nó sinh ra là 1 2 3 này, đó, thì nó sinh ra cái bộ đầu tiên này, tôi sẽ quay nữa nha. Hơi thường. Các bạn nhìn cho kỹ ạ. Tiếp theo là 2 nhân 3 nhân 4 nhá. Đấy, thứ hai 2 nhân 3 nhân 4 thì nó sẽ trừ đi 2 trừ 1 đâu, nó giảm đi còn 1 ạ. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 lại cộng với này 1/4 của 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5. Được chưa các tình yêu?
Đó, đây là cái thằng hai hai gạch đấy nhá. Tiếp theo nhá. Đấy, tôi dùng chì này. Tôi chuyển xuống dưới đây nhá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng quy luật chưa? Tương tự như vậy mà chúng ta sẽ phân vân ạ. Cứ đi 1/4 trừ đi 1/4 của k trừ 1 nhân k cộng 1 nhân k cộng 2 và cộng với 1/4 của k nhân k cộng 1 nhân k cộng 2 nhân k cộng 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi rút gọn thôi. Thì cái thằng thứ nhất nha. Thằng thứ nhất là nó nhân với 0 rồi ạ. Nó nhân với 0 nhá. Thì cái nhóm đầu tiên là 0 rồi. Tiếp theo này. Chúng ta nhìn này, âm này gặp dương là hết chưa? Đấy. Âm gặp dương là dương gặp âm là hết nha. Chúng ta nhìn cái đoạn này, cái tích đầu tiên là số 0 rồi nhá. Được chưa nào? Đấy. 0 này, dương cộng âm đằng sau là hết này, dương sẽ cộng âm đằng sau là hết này. Dương cộng âm đằng sau là hết, như vậy dương phải cộng âm đằng sau, như vậy còn thằng cuối cùng nhá. Đúng chưa? Đó, chúng ta sẽ còn thằng cuối cùng nhá. Như vậy chúng ta sẽ có là S sẽ bằng 1/4 của K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 nhân K cộng 3. Rồi. Thế thì suy ra 4 lần S cộng 1 ạ. Suy ra 4 lần S cộng 1 thì nhân với 4 vào nó rút gọn số 1/4 không? Sẽ còn là K nhân K cộng 1 nhân K cộng 2 nhân K cộng 3 cộng 1. Rồi. Thì các bạn nhận thấy đã chuyển được cái bài toán số 3 về cái bài toán số 2 là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 là một số chính phương chưa? Đúng không? Đây nó chính là gì nào? Là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp và cộng mấy nữa? Cộng 1. Thì chúng ta sẽ bê cái bài toán số 2 vào. Đó, chúng ta sẽ làm như bài toán số 2. Cái đoạn này đúng không? Làm như bài 2. Đúng chưa? Đây, chúng ta lại nhóm này K với K cộng 3, K cộng 1 với K cộng 2. Rồi chỉ ra cái tổng này là một số chính phương. Và từ đó mình sẽ suy ra 4 lần S cộng 1 sẽ có kết quả cuối cùng bằng cái gì đó, đúng không? À, viết cái dạng bình phương. Và suy ra 4 lần S cộng 1 là một số chính phương. Mở ngoặc đều phải chứng minh. Mình chỉ mất công là mình đi rút gọn thôi ạ. Mình đi rút gọn cái biểu thức S này. Chúng ta sẽ đến với dạng thứ hai là tìm giá trị của biểu thức là số chính phương. Rồi, chúng ta đến với bài tập số 1. Tìm số tự nhiên N sao cho các số sau là số chính phương. Đấy, tìm N để sao cho các cái biểu thức này là số chính phương. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa bốn ý này làm đại diện. Lúc trước mình chứng minh một biểu thức là một số chính phương. Bây giờ mình lại phải đi tìm cái số N để sao cho cái biểu thức này là số chính phương. Đấy, chúng ta nhận thấy hai cái dạng khác nhau chưa? Lúc trước người ta cho biểu thức mình chỉ ra nó là số chính phương. Thì bây giờ mình phải đi tìm N để biểu thức này là một số chính phương. Thì các bạn sẽ có thời gian suy nghĩ cho phần A là 2 phút. 2 phút bắt đầu. Rồi, các bạn khiêm tốn đúng không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi thầy đã hướng dẫn phần A nhé. Đặc biệt là những cái ví dụ đầu tiên ấy, nó là cái tiêu biểu, các bạn đừng nhìn thấy có gì là ghê gớm. À, nó là một số chính phương thì tìm N, tìm số tự nhiên N sao cho các số sau là một số chính phương. Thì tôi sẽ gọi, tôi đặt cái này bằng A bình phương đi. Đúng không? Thì phần A chúng ta sẽ giải như sau này. Thì nó sẽ đặt N bình cộng 2N cộng 12 sẽ bằng một số A đi, bình phương. Thế nào là số chính phương chưa? Mở ngoặc đây. A. Đúng không? Thuộc tập hợp gì ạ? Số gì ạ? Số nguyên được ạ? Vì nó bình phương thành dương rồi. Không vấn đề gì cả. Đúng không?
Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào nhỉ? Bước tiếp theo, bước 1 nhá, mình sẽ đặt nó dưới dạng số chính phương. Bước thứ 2, chúng ta sẽ tạo ra cái bài toán nghiệm nguyên. Bài toán nghiệm nguyên như sau. Từ đó chúng ta sẽ suy ra nhá. Là nghiệm nguyên là thường mình đưa về thành tích ý, là n bình này cộng 2n này cộng với 1 là được thành hằng thức rồi này. Và thầy đã trừ đi a bình phương. Được chưa? Đề bài có 12 thì là cộng với 1. Như vậy thì nó phải cộng với bao nhiêu? Giả lại đề bài thì trời đã cộng với 11 nữa. Bằng 0. Tốt rồi. Được chưa? Như vậy tiếp tục chúng ta sẽ có là n cộng 1 bình phương trừ a bình phương bằng âm 11. 11 chuyển vế đó, là âm 11. Và chúng ta sẽ đưa nó về thành tích. Và chúng ta sẽ có là n cộng 1 trừ a nhân n cộng 1 cộng a bằng âm 11. Rồi, chúng ta nhận thấy là vì n là số tự nhiên mà a là một số nguyên thì chứng tỏ hai cái thừa số này nhân với nhau vẫn là một số nguyên, đúng không ạ? Số nguyên thứ nhất thì là gạch chân và số nguyên thứ hai, hai đường gạch chân. Đúng không? Đấy, n là số tự nhiên nhá, cộng 1 này lại trừ đi một số nguyên thì đây là một số nguyên thôi. Tích của hai số nguyên được một số nguyên là âm 11 thì nó có phải là ước của âm 11 không? Vì n thuộc tập hợp số tự nhiên và a cũng thuộc số nguyên. Từ đó chúng ta suy ra là n cộng 1 trừ a phải thuộc số nguyên nhé. Và n cộng 1 cộng a cũng thuộc số nguyên không? Do đó là n cộng 1 trừ a và n cộng 1 cộng a là ước của bao nhiêu? Ước của 11. Âm 11 á. Mà ước của âm 11 là những cái giá trị nào? Cộng trừ 1. Cộng trừ bao nhiêu ạ? 11 nữa. Đúng chưa? Và tích của hai số nguyên bằng âm 11 thì chúng là phải là ước của âm 11 rồi. Thì các bộ nhân với nhau là âm 11 mình sẽ tính ra không? Âm 11 quá đẹp luôn. Nó có là 1 nhân với âm 11 hay là âm 1 nhân với 11 thôi. Có hai trường hợp thôi. Đúng không? Chia ra thành 4 trường hợp. Nhà chúng ta sẽ có các bảng giá trị của nó như sau. Trừ a. Thằng thứ hai sẽ là n cộng 1 cộng a. Rồi, bộ của nó sẽ là gồm có là âm 1 này. Thì ở dưới sẽ là 11 này. Ở trên là 1 này. Thì ở dưới sẽ là âm 11 này. Còn nữa, đúng không? Cho nó gọn gọn chút đi. Tiếp theo là âm 11 này. Và 1 này. Và 11 này và âm 1. Như vậy chúng ta nhận thấy là tích của nó luôn có giá trị là âm 11 chứ ạ. Hết trường hợp rồi nhá. Thế thì chúng ta đi tìm cái bài này thì rất đơn giản thôi. Người ta sẽ đi tìm là n chữ a và n cộng a trước. N chữ a n cộng a. Các bạn sẽ nhìn các thủ thuật của thầy giáo dạy này. Thì chúng ta nhận thấy là cái vạch ngăn cách này coi như là có dấu bằng, đúng không? Có dấu bằng nhé, chúng ta sẽ chuyển ra đây. Thì cứ chuyển dương 1 sang thành âm 1 không? Như vậy là n trừ a sẽ bằng kết quả bên này là cộng với âm 1 nhé. Âm 1 cộng âm 1 là được âm 2. 1 cộng âm 1 là 0. Âm 11 cộng với âm 1 là âm 12. 11 cộng với âm 1 là được 10. Tiếp theo mình cũng chuyển 1 này sang nhé. Thì mình đi tìm n cộng a không? 1 sang là âm 1, 11 cộng với âm 1 là được 10. Âm 11 cộng với cả âm 1 là âm 12. Âm dương 1 cộng với âm 1 là 0. Âm 1 cộng âm 1 là âm 2. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm n nhé.
chúng ta chỉ cần đi tìm n, không cần tìm a thì cho đau đầu rồi. Người ta chỉ hỏi là tìm n. N xong. Nào chúng ta nhìn nhá. Đây là tìm bài toán là tìm hai số ghi viết. Chúng ta nhìn thấy ngay là n trừ a và n cộng a nhé. Tôi cộng ở trên với nhau là âm a cộng dương a là hết tầm. Thì n cộng n là mấy n? Tức là nó thành cái bài toán như thế này ạ. Tôi sẽ giải qua một chút xíu cho các bạn lớp 8 có thể hiểu được là n trừ a bằng âm 2 nhé. N cộng a bằng 10 nhé. Thì thầy giáo sẽ cộng với nhau ạ. Thì nó vẫn bằng nhau không? N cộng n là 2n, âm a cộng dương a là hết. Âm 2 cộng với cả 10 là 8 thì n bằng 4 ạ. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ tìm được ngay là tổng. Chúng ta tìm nhìn được quy luật như vậy khi mình cộng lại kết quả thì mình chia cho 2 không? Đấy, âm 2 cộng 10 là 8 rồi chia cho 2 không? Như vậy âm 10 cộng 8 chia 2 bằng 8 chia 2 là bằng 4. Tiếp theo 0 cộng âm 12 là âm 12 chia 2 bằng âm 6. Thì cái thằng này bị loại rồi. Tiếp theo âm 12 cộng 0 là âm 12 chia 2 cũng bằng âm 6, loại tiếp. Mười hai cộng với âm hai là được 8, 8 chia 2 bằng 4. Như vậy chúng ta chỉ tìm được một giá trị n là số tự nhiên vậy. Đó, chúng ta sẽ quay lại để làm chút xíu. Tìm số tự nhiên n, như vậy chỉ tìm được n bằng 4 thôi. Và các bạn sẽ bổ sung cho thầy thêm cái dòng chữ ở đây là ta có bảng giá trị nhé. Ta có bảng giá trị. Giá trị như sau. Và ta kết luận là vậy. N bằng 4 là giá trị cần tìm. Xong. Dựa vào cái cách giải của phần A thì trong quá trình chúng ta suy nghĩ. Đấy. Thì chúng ta tìm ra quy luật và sau đó chúng ta suy nghĩ để làm phần B. Thầy đã cho 3 phút để chúng ta vừa hoàn thiện phần A và vừa suy nghĩ cho phần B. 3 phút bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với phần B nhé. Các bạn nhìn thấy như sau thì đương nhiên giống như phần A chúng ta sẽ đặt nó bằng A đi ạ. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đặt nhé. N nhân N cộng 3 phải là một số chính phương. Được chưa? Rồi. Thế thì quan trọng ở đây là chúng ta nhân nó ra. Ta suy ra là N bình phương cộng 3N bằng A bình phương. Các bạn sẽ có cái ý tưởng là các bạn sẽ ép cái N vào hằng đẳng thức. Nhưng đó là một sai lầm bởi vì ở đây nó không tròn cái hệ số của N đâu. Nếu ở đây là có số 4 cơ, mình còn ép được. Nhưng đây số 3, số cực xấu luôn, nó không phải là một cái số để tạo ra hằng thức. Đúng không? Đấy, cho nên là không được để ép, cố tình ép 3N này đâu. Thì thầy đã mới nghĩ được cái việc là thầy đã sẽ cân bằng cái hệ số để tạo ra được cái số nguyên nhé. Thầy đã sẽ nhân với 4 lần này. Thầy nhân với 4 lần nhé. 4 lần N bình cộng với 3N sẽ bằng 4 lần A bình phương. Khi nghĩ đến số 4 là thứ nhất là số 4 là một số chính phương, để chúng ta sẽ viết số 4 là dưới dạng 2 bình phương. Thứ hai, số 4 nhân với 3 mà tạo ra 12N là số nó là số nguyên, có đẹp. Chúng ta thử nhân vào nhá. Chúng ta nhân tiếp này. Ta sẽ được 4N bình cộng với 12N bằng 4A bình. Rồi, chúng ta sẽ ép nhá. Đây tôi sẽ dịch này. 4N bình là 2N tất cả bình này. Cộng với 2 lần biểu thức thứ nhất là 2 lần 2N này. Thì phải nhân với 3 là tạo ra 12 chưa? Cộng với 3 bình phương. Đẹp rồi nhá. Đây là mình đang thêm 19 thì mình phải bớt đi 9 đấy. Và bằng 4A bình phương. Rồi. Chúng ta sẽ được cái nhóm mà ba hạng tử thầy đó đang gạch chân màu đỏ ở đây. Nó chính là hằng đẳng thức số 1. Chúng ta sẽ có được suy ra là 2N cộng 3 tất cả bình phương. Thầy đã chuyển 4A bình sang thành trừ 4A bình là 4A bình nhá.
Rồi. Âm 9 mình chuyển vé sang là thành dương 9. Như vậy chúng ta tiếp tục sử dụng được một hằng thức số 3 nữa, chúng ta sẽ suy ra là 2n cộng 3 trừ 2a nhân 2n cộng 3 cộng 2a sẽ bằng 9. Thì các bạn nhận thấy là tương tự như vậy không? Thì mình sẽ có hai cái thừa số này nhân với nhau bằng 9, thì hai thừa số này đều là số nguyên chưa? Đều là số nguyên thì tích của nó hay là hai cái thừa số này phải là ước của 9 không? Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có như thế. Chúng ta sẽ lý luận tiếp vì ở trên này là A là số nguyên nhé. À, tôi bổ sung thêm một chút. A là số nguyên này. Vì N thuộc tập hợp số tự nhiên này. A thì là số nguyên này. Cho nên đương nhiên suy ra là 2N cộng 3 trừ 2A phải thuộc số nguyên. Và 2N cộng 3 trừ 2A cũng phải thuộc số nguyên. Do đó, thầy đó sẽ tiết kiệm cái bảng một chút nhé. Để chúng ta quan sát này. Đúng không? Thế thì do đó, do đó là gì ạ? 2N cộng 3 trừ A và 2N cộng 3 trừ 2A cộng 2A là ước của 9. Ước của 9 thì gồm có các giá trị là gì ạ? Cộng trừ 1, cộng trừ 3 và cộng trừ mấy ạ? Cộng trừ 9. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ lập vào cái bảng ra thôi. Nhưng các bạn tinh ý một chút nha. Thầy đã nói cái A nó tổng quát là số nguyên thôi. Nhưng khi bình phương lên thì nó lại thành dương. Đấy, nó bình dương. Cho nên là chúng ta hình ngầm hiểu ngay là A ở đây chính là Z cộng. Tức là số nguyên dương ấy. Thì mình sẽ nhìn thấy ngay là 2N cộng 3 trừ 2A sẽ nhỏ hơn 2N cộng 3 cộng 2A. Thì mình sẽ chọn được bộ ngay. Như vậy cái thằng 2N cộng 3 trừ 2A luôn là có số bé hơn thằng 2N cộng 3 cộng 2A. Thì mình sẽ bớt ra, bớt trường hợp đi. Như vậy nó chỉ còn 3 trường hợp thôi. Nếu không mà mình xét tổng quát hết nó thành 6 trường hợp thì mình vẫn làm được, vẫn làm đúng thôi. Nhưng mà nó dài. Chứ không phải là các bạn làm sai. Từ đó chúng ta sẽ vì này, N thuộc tập hợp số tự nhiên này và A là thuộc số nguyên dương nhé. Thầy đã viết tắt số nguyên dương là Z cộng nhé. Thì cho nên chúng ta sẽ suy ra là 2N cộng 3 trừ 2A nó sẽ nhỏ hơn 2N cộng 3 cộng 2A. Thì chúng ta sẽ viết nó chỉ còn là 3 trường hợp thôi. Còn kể cả các bạn viết 6 trường hợp cuối cùng mình sẽ loại nó đi ạ. Nó cũng chỉ còn 3 trường hợp và còn nghiệm giá trị cuối cùng thôi. Vâng, ok. Như vậy chúng ta nhận thấy là 2N cộng 3 trừ 2A và 2N cộng 3 cộng 2A là ước của 9 nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra các giá trị từ nhỏ đến lớn là cộng trừ 1, cộng trừ 3 và cộng trừ 9 này. Đây. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị nhỏ nhất là âm 9 đi. Thì đương nhiên là cái tổng này sẽ bằng 1. Bằng âm 1 ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy giá trị là âm 3. Thì ở dưới sẽ là âm 3. Để nhân với nhau là ra dương 9 đâu ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy giá trị lớn hơn là âm 1. Thì giá trị ở dưới sẽ là âm 9 ạ. Thì cái gì là cái này là sai chưa? Cái này là sai chưa? Đấy, tôi sẽ cho thêm vài trường hợp nữa để chúng ta xem nhé. Đấy. Đấy, ví dụ tăng lên là 1 này.
thì cái tích cực sẽ là 9 này, tăng lên là 2 này, 3 này, phía dưới là 3 này, ở trên là 9 này, phía dưới là 1 này. Thì trường hợp nào bị loại ạ? Âm 1 lớn hơn là đúng rồi nhá, nó bằng nhau là sai nhá. Khi A bằng 0, đúng không? Các em chấp nhận được nhá. Còn thích thì mình có thể giải nó ra, chả vấn đề gì cả. Nào đây chúng ta tư duy tương tự nhá. Ở đây chúng ta coi 2A cộng 3 nha. Thì 3 chuyển vế sang không? Thì mình tìm là 2A trừ 3. Xin lỗi ạ. 2N cộng 3 trừ 2A bằng âm 9 không? Thì mình sẽ có là 2N trừ 2A sẽ bằng 3 chuyển vế sang âm 3 không? 9 cộng âm 9 cộng âm 3 là âm 12. Âm 3 cộng âm 3 là âm 6. Âm 1 cộng âm 3 là âm 4. 1 cộng với âm 3 là được âm 2. 3 cộng âm 3 là 0. 9 cộng âm 3 là 6. Tiếp theo mình đi tìm cái tổng là 2N cộng 2A nhé. Thì mình cũng chuyển 3 sang là âm 3 cộng âm 1 cộng âm 3 là âm 4. Âm 3 cộng âm 3 là âm 6. Âm 9 cộng âm 3 là âm 12. Dương 9 cộng âm 3 là được dương 6. Dương 3 cộng âm 3 là 0. 1 cộng âm 3 là âm 2. Tương tự như vậy là chúng ta nhìn thấy là mình cộng vào nhá. 2N cộng 2N là 4N không? Âm 2 cộng dương 2 là hết. Còn mình sẽ cộng vào, mình tưởng tượng nó bằng ở giữa này. Thì cái tổng của nó vẫn bằng nhau giống như cái bài toán lúc trước thôi con. Tôi sẽ viết lại một lần nữa để giải thích cho ông ta. Nên các bạn toán 8 sẽ hiểu hơn một chút. Toán 9 thì đương nhiên là quá hiểu rồi. 2N trừ 2A bằng âm 12 này. 2N cộng 2A bằng âm 4 này. Thì mình cộng vào không? Nó vẫn bằng nhau chưa? Thì 2N cộng 2N là 4N, âm 2A cộng dương 2A là hết. Và âm 12 cộng âm 4 là âm 16. Thì mình sẽ được cái tổng này cộng với nhau và chia cho 4 nhé. Chia cho 4 nhé. Chúng ta cứ thế cộng vào thôi ạ. Quy luật của nó tương tự. Cộng với nhau là âm 16 chia 4 được âm 4. Cộng với nhau là âm 12 chia 4 thì được âm 3. Cộng với nhau là âm 16 chia 4 thì được âm 4. À, chia được. Đúng rồi, âm 4. Cộng với nhau là âm 2 cộng 6 là được dương 4 chia 4 thì được 1. 0 cộng 0 là 0 chia 4 được 0. Mình lại chưa tìm cái này đúng không? Cái này cộng với âm 3 là được. Vì đây. 1 cộng với âm 3 chỗ này được âm 2. Thì 6 cộng âm 2 được 4, 4 chia 4 được 1. Như vậy cái thằng âm là bị loại rồi, mình tìm số tự nhiên. Âm 3 cũng loại. Âm 4 cũng loại. Như vậy số tự nhiên của chúng ta chỉ có n bằng 0 và n bằng 1 thôi ạ. N bằng 0. Em cho thầy lúc nãy như thầy ghi là 2N cộng 3 cộng 2A lớn hơn 2N cộng 3 trừ 2A thì 3 hai cái trường hợp mà 3 với 3 thì không hợp lệ. À vâng, đúng rồi ạ. Ngay cái chỗ này nó bị loại rồi cho nên cái giá trị này cũng bị loại theo, đúng không? Như vậy chỉ còn tìm ra giá trị N bằng mấy thôi ạ? N 1. Vâng, cảm ơn bạn Long. Chúng ta sẽ có kết luận như sau. Vậy giá trị cần tìm là n bằng mấy ạ?